Xin chào các bạn, trên tay mình đây là motor 12V, bạn có thể sử dụng nó với rất nhiều mục đích khác nhau. Mình thì thường dùng nó để chế quạt và sạc điện thoại bằng sức gió. Đây là loại động cơ đã qua sử dụng, được tháo từ những chiếc máy in hỏng và nó có chất lượng rất là tốt. Trục quay rất trơn và êm. Và mình sẽ sử dụng thử cho các bạn thấy. Mình gắn nó vào chiếc bình ắc quy 12V này. Bạn có thể dùng bình ắc quy xe máy hoặc xe điện đều được. Nó quay rất là êm. Nhìn hơi khó thấy, mình sẽ gắn thêm cánh quạt vào cho các bạn dễ quan sát. Với chiếc motor này thì bạn có thể làm rất nhiều việc, như tự chế một chiếc khoan mini. Chắc hẳn thì các bạn không còn xa lạ gì với chiếc motor này. Các bạn nào quan tâm thì có thể xem chi tiết hơn qua link mình đặt trong phần mô tả của video. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video.